Bạn hôm nay cùng tô bức tranh này với mình nhé. Đầu tiên mình sẽ tô cái ghế này màu nâu. Tiếp theo mình sẽ tô áo màu xanh. Mình sẽ tô cả áo còn màu xanh. Tóc mình sẽ tô màu nâu. Tô màu đỏ. Cây là xong. Hoa mình sẽ tô màu đỏ.
Vậy là mình gặp tôi xong rồi, hẹn gặp các bạn ở video tiếp theo nhé.